Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Way Cartoon. Tiếp nối series những câu chuyện creepypasta về những bộ phim hoạt hình nổi tiếng, hay theo cách gọi của một số cậu đó là những series phá hoại tuổi thơ, thì ngày hôm nay hãy cùng với chúng tớ đến với câu chuyện creepypasta về series Courage chú chó nhút nhát. Let's go! Trước khi bắt đầu video, chúng tớ có một thông báo nho nhỏ rằng Fan Store đang có chiến dịch sale những mẫu áo cartoon vô cùng cute. Các cậu hãy nhanh tay truy cập theo đường link phía dưới phần bình luận để sắm cho mình những mẫu áo tuyệt đẹp nhé! Courage chú chó nhút nhát là bộ cartoon yêu thích của rất nhiều người. Sự hấp dẫn của nó nằm ở sự ly kỳ, bí ẩn và tò mò mà mỗi tập phim mang lại. Bộ cartoon được ra mắt năm 1999 và kết thúc vào năm 2000 với 4 mùa phim, mỗi mùa 13 tập. Tuy nhiên đã xuất hiện nhiều đồn đoán cùng với những câu chuyện về tập phim thứ 14 mùa 4, mùa cuối cùng của cả series, tập phim bị cấm chiếu vì nhiều lý do. Một người đã kể lại câu chuyện mà anh ấy vô tình xem được tập thứ 14. Nó được lưu trữ trong cuộn băng VCR cũ với dòng chữ bên ngoài CTCD-S4-E14. Mở đầu tập phim là cảnh intro quen thuộc mà chúng ta thường thấy. Tuy nhiên, màu sắc của nó không được bình thường và có phần tối hơn. Ngoài ra, hình ảnh có chút nhiễu, không được sắc nét và mang những nét tương đối ma mị. Âm thanh thì không được cân bằng, lúc to, lúc nhỏ. Thậm chí có một số tiếng thì thầm rất nhỏ, phảng phất, nhưng phải nghe rất kỹ mới có thể nhận ra được. Sau khi intro kết thúc thì logo của phim hiện lên. Nó nhìn khá lạ, thậm chí có thể nói là hơi bệnh hoạn. Nếu miêu tả cụ thể thì nó bao gồm một bức tranh sơn dầu về một người có khả năng là Jason Voorhees. Trên mặt hắn ta là chiếc mặt nạ quen thuộc và cưa máy nhuốm máu trên tay. Bên dưới hắn ta là dòng chữ Massacre Mat. Sau đó, bối cảnh phim được bắt đầu trong căn nhà quen thuộc của Courage. Khi này, trên mặt của Mireille đã lộ rõ những nếp nhăn và trông rất chán nản. Bà đang từ từ đung đưa chiếc ghế gỗ quen thuộc của mình. Trong khi đó thì Eustace với gương mặt cau có khó chịu cũng đang ngồi đọc báo. Courage nằm trên sàn nhà. Thay vì sự vui vẻ quấn quýt với bà chủ, thì trên mặt nó là một sự buồn bã đến đáng sợ. Nó run lẩy bẩy, đôi mắt đỏ hoe như thể là vừa khóc xong. Ngoài ra nhìn Courage lúc này, gầy nhom đến mức lộ cả xương sườn, chứng tỏ cậu ta đã bị bỏ đói khá lâu. Sự im lặng bao trùm và kéo dài trong khoảng 30 giây. Âm thanh lúc này chỉ có tiếng ghế của Mireille di chuyển và thi thoảng là tiếng gió rít từng cơn bên ngoài ngôi nhà vòng vào. Sự im lặng đáng sợ kết thúc khi Courage cất lên một tiếng rên rỉ nhỏ. Ngay lúc này, Eustace cuộn tờ báo của mình lại và đập chú chó một cách không thương tiếc. Ông ta liên tục chửi mắng, con chó ngu ngốc. Một câu chửi quen thuộc nhưng trong tập này lại có gì đó rất lạ. Tiếng chửi hình như được điều chỉnh méo mó đi đôi phần, đồng thời nó chứa đựng sự cay nghiệt và tàn độc hướng tới chú chó nhỏ tội nghiệp. Ông ta liên tục đập Courage một cách thô bạo và tàn nhẫn. Mireille cũng chỉ ngồi đó nhìn, chứ không hề can ngăn bảo vệ Courage như bà thường làm. Chú chó nhỏ chỉ có thể nằm rên la trong đau đớn vì nó không thể cử động được. Nước mắt ứa ra từ đôi mắt đỏ hoe của chú cún tội nghiệp. Sau cùng, Eustace cũng dừng lại và quay lại ghế ngồi đọc báo. Sau khoảng 30 giây trở lại với sự im lặng trước đó, tiếng đập cửa dồn dập bắt đầu vang lên. Nó to và vô cùng thật, khiến cho người xem trực tiếp tập phim này phải nói rằng anh ấy còn nghĩ đó là tiếng đập cửa của nhà mình. Mireille đứng dậy và đi ra mở cửa. Tiếng kẽo kẹt kéo dài từ bản lề cửa đã hoen dỉ phát ra, tạo cho người nghe cảm giác rùng mình. Bên ngoài lúc này là một người đàn ông cao lớn với chiếc mặt nạ khúc côn cầu. Tay hắn ta cầm một chiếc cưa lớn màu đỏ. Trên người đàn ông khoác một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và mặc một chiếc quần jean rách. Đi kèm với đó là đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí. Hắn ta lắc lư qua lại trong khi chờ đợi. Nghe tiếng cười của tên lạ mặt, màn hình bắt đầu rung lắc và mất hình trong khoảng 10 giây. Sau đó, hình ảnh của phim dần xuất hiện với chất lượng tương đối kém. Nó mờ đến mức không thể nhìn rõ gương mặt của nhân vật. Hắn ta bước vào nhà với sự cho phép của Mireille trong khi Courage ngồi dậy và bắt đầu run rẩy. Khi này hình ảnh đã bắt đầu tốt hơn, cảnh phim zoom cận mặt người đàn ông đó. Chúng ta có thể thấy rõ đôi mắt đỏ au và tràn ngập sát khí. Đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào màn hình, hay nói chính xác hơn là người xem chúng ta trong vòng 3 phút liên tục, trong sự im lặng đến bí bách và rợn người. Tiếng la hét quen thuộc của Courage nhưng có phần lớn hơn bình thường đã phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó. Tên lạ mặt kia cũng bắt đầu vác chiếc cưa máy của mình lên và khởi động nó. Hắn giơ chiếc cưa và sẵn sàng xẻ thịt chú chó nhỏ. Khi này, Courage chạy bán sống bán chết, theo sau là sự truy đuổi kịch liệt của tên đáng sợ. Mặc dù phong cách rượt đuổi được làm theo phong cách khá hài hước, nhưng thực sự nó đang khá lạc quẻ và không hề làm giảm được cảm giác đáng sợ mà tập phim này tạo ra cho người xem từ đầu. Tiếng nhạc, tiếng la hét đều được làm vô cùng cầu thả, hoặc là họ đã cố tình làm như vậy để gia tăng cảm giác khó chịu. Sau khoảng 30 giây đuổi bắt, tên kia tóm được và đá Courage vào tường.
đồng thời giữ chặt chú chó bằng chiếc ủng. Một cách chậm rãi, hắn từ từ hạ chiếc cưa xuống người chú chó bé nhỏ. Courage khi này kêu la thảm thiết và cầu xin sự cứu giúp. Đáp lại tiếng gọi cầu xin đó, Eustace chỉ đứng khoanh tay và nở một nụ cười thỏa mãn và ghê rợn. Còn về phần Muriel thì thậm chí chúng ta không hề thấy bà ấy đâu. Cuối cùng, chiếc lưỡi cưa sắc bén đó cũng chạm vào da thịt của chú chó bé nhỏ đang kêu gào thảm thiết. Máu bắn tung tóe khắp nơi, tiếng la hét của Courage lúc này càng thảm thiết hơn nữa. Tiếng hét mang đầy nỗi đau và sự căm thù. Rồi nó lịm dần, đến khi không còn hét được nữa. Chiếc cưa vẫn tiếp tục, nó từ từ cắt đôi chú chó tội nghiệp. Hai phần cơ thể của cậu ta rơi xuống sàn trong sự ngỡ ngàng của người được xem trực tiếp tập phim đó. Anh ta còn kể lại rằng nó chân thực đến mức đã ám ảnh anh ta trong suốt một khoảng thời gian rất dài. Cơ thể bị phân đôi của Courage khi này rõ ràng và kinh dị đến mức người xem có thể thấy được toàn bộ lục phủ ngũ tạng của cậu ta. Máu từ cơ thể đó vẫn liên tục chảy ra khắp sàn nhà, máu từ miệng chú chó nhỏ cũng liên tục trào ra. 2 phút liên tục, người xem phải nhìn trực diện vào cơ thể đã bị phân đôi và ngập trong máu đó. Nó ám ảnh và kinh dị tới mức anh chàng kia sau khi xem xong đã bật khóc rất nhiều. Sau đó ta lại được thấy tên sát nhân kia, hay như chúng ta biết lúc này, hắn chính là Jason Voorhees, nổi tiếng trong loạt phim thứ 6 ngày 13. Hắn ta bình thản đến lạ sau khi ra tay với chú chó tội nghiệp, đồng thời quay sang nhìn Eustace. Eustace cười toe toét, cười trong sung sướng và có phần bệnh hoạn vô cùng. Hắn đưa cho tên kia một xấp tiền mặt và cảm ơn rối rít. Tên sát nhân cầm tiền và rời khỏi căn nhà. Hiện trường thì vẫn ở yên đó, Muriel vẫn không xuất hiện và Eustace thì vẫn đứng cười trong sự thỏa mãn. Màn hình tối dần và tập phim kết thúc. Sự ra đi của Courage trong tập này là thực sự vô cùng ám ảnh. Chúng ta luôn biết rằng Eustace không ưa gì Courage, nhưng đến mức phải thuê một tên sát nhân về nhà để trừ khử chú chó nhỏ trung thành tội nghiệp đó, liệu có đáng? Tại sao Muriel không làm gì? Bà ấy tại sao không bảo vệ Courage như cách mà bà vẫn thường xuyên làm, mà lại để cho chuyện kinh khủng như thế xảy ra? Rất nhiều câu hỏi như vậy xuất hiện khi tớ đọc được câu chuyện này. Về phần người đàn ông đã trực tiếp xem được tờ phim nói trên, anh ta đã đập tan chiếc đĩa phim, đồng thời đến bên chiếc laptop để tìm kiếm thông tin về tập phim đó, nhưng không thể tìm được bất kỳ điều gì. Anh ta ám ảnh đến mức tận hôm nay vẫn đang không ngừng tìm kiếm những người từng xem tập phim này giống mình để tìm ra sự thật. Câu chuyện kể trên là một trong nhiều creepypasta về tập 14, tập cuối đồn đoán của bộ cartoon Courage, chú chó nhút nhát. Cái kết của tập phim này thực sự rất ám ảnh, cách mà chú chó trung thành Courage bị bỏ đói và cuối cùng là bị hạ sát thực sự vô cùng nhẫn tâm. Tuy nhiên, nó lại mang đến cho tớ một vài suy nghĩ về thực tế, về cách mà nhiều người đối xử với những chú chó trong gia đình của mình. Chúng dù trung thành nhưng luôn bị ngược đãi, sống trong điều kiện tồi tệ và bị bán đi để giết thịt khi không thể trông nhà được nữa. Câu chuyện kinh dị kể trên như đang diễn ra rất nhiều trong đời sống. Trên đây là câu chuyện Creepypasta về bộ phim hoạt hình nổi tiếng tuổi thơ Courage, chú chó nhút nhát. Các cậu cảm thấy như thế nào về tập phim này và muốn chúng tớ làm thêm những câu chuyện kinh dị của bộ cartoon nào nữa thì hãy cho chúng tớ biết ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì Way to Way out.